Alo, Mức lại rè rồi à? Vâng, cùng quê với Phan Trần Đức. Em ở huyện Tĩnh Gia. Chúng ta đến với trận bản lề trong trận thứ ba nào. Hai cái bản lề gặp nhau và liệu rằng có nổ con sen nữa không? Sục 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 sục. Hit T đến từ BB. Hit bên kia là cái gì đấy? Babylon hay cái gì gì đấy anh em ơi. Mark Sam. Mark Sam. Hit Mark. Cần. Cần. Cần theo cái kiểu cần đầu vân. Lại là ông với lớp cầm Mark. Ngày hôm nay thì với lớp cầm Mark C chưa tạo ra siêu phẩm nào cả. Sự khác biệt đến từ Summer và Hitty trong trận đấu này. Và hai người cầm cung đều là những game thủ 96. Những game thủ 96. Và đều là những game thủ đều cung R bá đạo nhất cái thế giới thời điểm hiện tại. BB và Hồng Anh. Hit Mark đối đầu Sam Mark. Bãi quả 7 dành cho game thủ BB. Đến với Velop xem nào. Mark C của Velop. Một cây gỗ gần. Nền đất xanh mượt. Nhưng tôi cần là cần động vật những thời điểm đầu. Không ai chậm dân cả, rất chăm chỉ soi tham thời điểm đầu tiên. Bãi quả đầu là bãi quả đánh giá là bãi quả xấu dành cho Mark C. May sao là ông cầm Mark C đấy, tìm thấy bãi quả này sớm. Chứ là loáng ngoáng đẩy bốn con dân đi bốn nướng xong vừa vừa vội nó về đóng cái gờ và gặp bãi quả như thế này rất tù. 1 2 3 4 5 6. 6 hay 7. Không, kèo này chốt 5C rồi anh ơi. Chốt 5C rồi. Như vậy là bảy hiếu 7 luôn. Một bảy hiếu 7, một bãi quả là 6 cây. Đánh chém thì cái việc rừng dừa hay rừng thông thì nó cũng không phải là quá quan trọng. Có một cánh rừng thông ở phía dưới, ở giữa hai nhà. Và tôi nghĩ rằng lớp vẫn sẽ đóng chiếc bet hướng lên cánh rừng dừa để ăn bảy hiếu luôn. Bảy hiêu vẫn còn 4 con ở phía trên. 2 bảy hiêu rồi. Vừa tìm thấy thêm một bảy hiêu nữa ở gần như là giữa bản đồ. Nếu như đá được toàn bộ số hiêu này về. Có voi lớp, có voi kìa, quay lại có voi luôn. Đây rồi, bài tươi. Bài tươi dành cho về lớp. Quả phụ gần quả chính. Bài Mark C này là bài Mark C ít nhất là phải khỏe hơn Mark C của Chip Boy. Tôi hy vọng là như vậy. Quả đầu là quả 6 và hy vọng quả phụ cũng là quả 6, song 6. Người ta gọi đấy là mãi lộc. Một pha đổ đèo và con nông dân đã để cho con voi quay đầu. Thay người đi lớp ơi, em lạy anh, em van anh. Xem con voi còn nhiều máu không đấy. Nó quay đầu hai lần rồi đấy. Loáng ngoáng lại lăn đùng ra. Ra đột tử. Vâng, vẫn còn nửa tiết, nửa bình máu. Ui giời ơi, con nông dân hai hit. Quá là nhạy cảm với những pha như này. Rồi, ơn rồi, voi đã về. Mới chỉ có 3 dân ăn gỗ thôi. Ăn hiêu cạnh với chiếc S đầu thì nó cũng có cái ưu và cũng có cái nhược. Thường thường thì tôi sẽ quyết định nếu như ăn hưu ở chiếc S đầu thì tôi sẽ quyết định lại đóng đóng S trước khi là phi hưu để tránh tình trạng có những con hưu nó nhảy vào cái vị trí là đẹp đẹp nhất và cũng như là khi mà nó nhảy vào cái vị trí mà có thể gây cản trở đến những việc những con nông dân khai thác gỗ. 25 dân là đã nhả dân đến từ lớp lém lỉnh. Lớp ngày nay là lớp lạnh lùng chứ không lém lỉnh gì cả. Ngày hôm nay chưa thấy lớp cười trận nào cơ. Mặt rất đăm chiêu. Cẩn thận lỗi gỗ. Một voi hiêu 7. Có quả phụ. Thế thì tại sao lại phải ăn thêm 7 hiêu nữa?
BB. Vẫn muốn ăn 7 heal ở phía ngoài. Ăn như này thì lỗi gỗ ấy, lớp nhá. Lớp ơi, gỗ lỗi đây. Đóng à, nhiều dân ăn gỗ lên một tí đi. Ăn như này thì khả năng lỗi gỗ là vẫn có. Quan trọng là các game thủ chúng ta cơ cấu và tăng dân ăn gỗ như nào thôi. 26 dân đến từ Hồng Anh, người cầm xăm. Bằng như vậy là lượng gỗ đang dồn lên bởi 7 con 8 dân gỗ. 9 con dân gỗ. Đã lên rồi. BM. Và BL. Kích đời tầm khoảng 14-10. Vâng, 14 giây với 25 dần mang xe. Về lớp lên đời. Về lớp lên đời sớm hơn so với đối phương. Mic lại rè anh em ơi. Alo. Alo. Mic hơi rè à em. À anh em, để em sẽ. Hy vọng là đã ổn hơn. Rất cảm ơn anh em đã vừa góp ý trên thanh chat. Anh em có bất cứ có những cái biến đổi hay có những cái vấn đề gì đấy thì anh em cứ comment trên thanh chat. Vì em đang trực thanh chat sẽ giải đáp luôn cho anh em những thắc mắc của anh em và sẽ khắc phục luôn những cái lỗi nếu có. Như vậy là Hồng Anh nằm ở hướng tầm khoảng 7 giờ. Chéo lên 8 giờ. 2L đến từ game thủ Vlop. Và bây giờ Vlop đẩy dân lên để ăn bãi quả ở phía trên. Vâng, lúc nãy thì em cũng biết là bảo rè rồi nhưng em tưởng là đóng, em chỉnh lại rồi tưởng là được rồi. Rồi rất cảm ơn anh Nguyễn Mạnh Hà. Vâng, 28-36. Hồng Anh chết rất nhiều dân rồi. Hồng Anh chết rất nhiều dân rồi. Màn hình máy game thủ Bia Bia. Vâng, Bia Bia đang có tầm lại 25-40. Bị ngựa giò của game thủ Chip Boy công vào. Cộng cùng với một con ngựa chém. Trở lại với viên lợp. Lớp lạnh lùng tiếp tục ăn dân của game thủ Hồng Anh. Vâng, Hồng Anh có lẽ là gần tắt tham rồi. Gặp luôn cả dân Chip Boy đây này. Úi giải ấy. Chip ơi, mình đi đâu thế? Mình đi đâu thế? Chip ơi. Vâng, trận đấu chém hai nhà của game thủ Vlop. Tôi đã biết ngay mà. Vlop cũng đang mất dần gỗ. Nhưng bây giờ gỗ nó không quan trọng. Vì bây giờ quan trọng là bẫy vàng và bẫy thực thôi. Ôi Chip Boy ơi, chạy dân đi Chip Boy ơi. Chạy dân cho ấm đêm rồi. Chạy đi. Rồi, Chip Boy đang công tê vào bãi vàng của game thủ Vlop. Nhưng con công tê đây cũng sẽ nằm xuống luôn thôi. Vâng, chạy khéo vào. Một chút nữa thì có một tình huống cọng rắn cắn gà nhà đến từ game thủ Vlop. 1-2-3 con cung R của Summer Real tầm này nó như thể là mũi đốt inox vậy thôi. Không làm được cái gì cả. Vâng, tỷ số khả năng cao sẽ là 2-1. Chip Boy còn không kịp chạy dần bãi ruộng nữa rồi. Không cửa thua. Không cửa thua. Ui giời ơi ông Bi. Ông Bi bây giờ trận này vào cho đủ đội hình thôi. Tôi xin chính thức tuyên bố ông Bi bây giờ vào cho đủ đội hình thôi. Trận này vào cho đủ đội hình thôi. Ông Bi không có nhiều tính chất thi đấu trong trận đấu này. Nâng luôn chặt gỗ 2 á. Có cần thiết không? Tầm này thì cứ sóc đều tôi khoảng 4 à rồi thì không cửa thua nữa rồi. Giáp 4 chưa nhờ? Giáp 4 chưa? Ui giời trời, không thèm lên giáp luôn. Đánh cùng R và cùng cánh với người cầm chém, không cần lên giáp. Hay. Đây là BB phiên bản 2018. BB phiên bản 2018. Về lớp bên này thì vẫn đang có tham lai 25 của người cầm Mark C và tiếp tục công vào bãi gỗ của game thủ Hồng Anh. Còn 1-2 dần thôi, không còn nhiều. Ôi giời, hở kìa lớp ơi. Hở kìa anh trai ơi. Làm hai dân nữa. Nhẹ nhàng vậy thôi. Không cần phải quá vội vàng làm cái gì cả.
Bãi vàng thì bị công nhà BA, không biết là còn còn nhà A không, nhưng không thấy công tê nở ra nữa. Vẫn không thèm nâng giáp. Vẫn không thèm nâng giáp. Vâng, đây là BB phiên bản 2018. Vâng, xin cảm ơn 1,8k anh em đang theo dõi kèo đấu này trên fanpage của Game Thủ Vlog. Một lần nữa xin anh em chúng ta có thể bớt chút thời gian, chúng ta có thể chia sẻ lên trang cá nhân cũng như là lên các trang hội nhóm để ủng hộ Game Thủ Vlog nói riêng và cả bốn game thủ BB, Hồng Anh, Chip Boy nói chung. Rất cảm ơn anh Đức Trần vừa gửi tặng 25 sao. Không cửa thua, quan trọng là bây giờ lúc nào mới là đến lúc mà đội bạn quýt thôi. Bãi vàng hở cái lớp kia, bãi vàng hở kia. Ui giời, lớp. Ui giời. Tôi không tin vào mắt mình. Anh vẫn đang cố gắng chém nổ ruộng để chơi chết con dân của đối phương. Bảo ông Bi ông đẩy đi cho nhanh lên đi, khổ quá. Chém gió thế thôi chứ ông Bi đã đến lúc để thi đấu rồi đấy. Ông lớp bắt đầu mất dần tham rồi. BB phải thi đấu đi vì Maxi mất dần tham rồi. Chém gió vui vậy thôi. Lúc đầu là vào để đủ đội hình nhưng bây giờ lại vào để thi đấu đi. Vào mà ghi bàn đi. Cung thì cung hết. Vâng, cuối cùng thì sau những cái thời gian không lên giáp thì đến thời điểm này BB vẫn chưa chịu lên giáp. Thôi cứ để 100 thực đấy mà sóc quân, sóc dân. Vì tầm này chém của game thủ Chip Boy có lẽ là không quá nổi ba con chém. Ơi giời ơi, cái gì vậy? Tàn nhưng không phế. Tàn nhưng không phế. Rất cảm ơn anh Kiên Bảo Nam vừa chia sẻ livestream trực tiếp của game thủ Vlog. Cung người ta chỉ là cung xăm thôi, cung mình là cung hết. Chưa chắc đâu nha. Chưa chắc đâu đấy. Cái gì thế này? Cái gì thế này? Thời điểm đầu Hồng Anh rất yếu, nên nhớ một điều là như vậy. Vẻ bắt tấn công này không có gõ. Và bây giờ Vlog đang sổ vào. Vlog đang sổ vào. Tôi không muốn xem tên đấu cung ở phía trên mà tôi muốn xem tên này. Vlog đang sổ vào. BB sẽ cố gắng ăn được nhiều cung R, càng nhiều càng tốt ở trên vị trí đấu cung tại nhà của mình. Vẫn còn một hai con chém của Max C đến từ màu 7 Chip Boy. Vlog tiếp tục ăn cung R cũng như là ăn dân tại nhà chính của game thủ Hồng Anh. Hồng Anh, tôi được nói, tôi có thể đánh giá đây là một trận đấu đánh khỏe của Hồng Anh. Thời điểm đầu Hồng Anh siêu yếu, siêu yếu. Nhưng đến thời điểm này với thế nhà xấu của mình, tôi có cảm giác lượng cung R của Hồng Anh thậm chí còn đông hơn cả cung R Hitty của game thủ BB. Tôi cần một pha soi tham đến từ Vlog khi tham lai chỉ là quan chiến. Có vẻ như Hồng Anh như vậy là Hồng Anh cũng tham lai tầm khoảng 50. Hồng Anh tham lai cũng 50, như vậy là vâng, rất cần. Tham lai đang rất cần. Vlog đang để mất chém ở phía trên. Bị vẻ từ này. Thôi, Vlog làm gì thì làm. Điều quan trọng là là game thủ BB. Bây giờ ra đưa về thế mà B solo với Hồng Anh. Tham lai cận. Sau khi Vlog mất 3 tham, tham lai trở về cận. Tầm này tôi đoán game thủ Hồng Anh tham lai tầm khoảng 55. Hitty có lên đầu máu hay không đây? Chúng ta hãy nhớ rằng, một lần nữa tôi xin nhắc lại rằng Hồng Anh là người cầm xăm. Tôi xin nhắc lại trận đấu này Hồng Anh là người cầm xăm chứ không phải là cầm loại cung tiền. Và thế nhà của Bi trận đấu này là xấu, nhưng Hồng Anh cũng vậy. Một dãy hàng bè rất dài. Và đấy là cái điểm yếu chết người đến từ game thủ Hồng Anh. Đầu máu đã lên xong. Liệu Summer bên kia đã có công nghệ như thế nào rồi? 6-3. G-man báo về tham lại Hồng Anh 6-3. Như vậy là cân tham nhau. Một người 6-3, một người 6-4.
Hồng Anh liệu rằng đã có đầu máu hay chưa? Tôi vẫn đang cố gắng nhìn vào góc trái bên dưới để xem là máu của Hồng Anh đã là 80 hay chưa. Chưa có đầu máu. Chưa có đầu máu. Xin thưa là từng đấy cũng là chưa đủ. Mặc dù là đông hơn, mặc dù là đông hơn nhưng chưa đủ đâu. Một con chém trải, hai con chém trải. Sự khác biệt đến từ những con chém. Bây giờ thì Vlog đang muốn vào, nhưng có vào được hay không? Tiếp tục đấu cung ở phía trên. Đây là cung Summer nhưng có chém trải. Vlog đang ăn được dân của Summer. Nếu như đây là loại dân của Baby hoặc là dân của Fo thôi thì cái đống dân này nó phải nằm xuống tầm khoảng 5 con rồi. Xem bi đấu cùng. Vẫn còn hai con chém trải. Vẫn còn hai con chém trải. Nếu như không phải cùng đội Hitty thì có lẽ rằng bi đã gần như là thua trong tình huống đấu quân vừa rồi. Hai con chém nó vẫn tạo nên một cái điểm nhấn rất lớn trong trận đấu này. Bơm vàng ngược lại cho Vlớp để Vlớp có thể sóc đều được 1L. Tầm này thì Vlớp có lẽ là dặn tham thôi chứ còn 1L không được. Tham lại đang đi mạnh xuống rồi. Tỷ số sẽ là 2-1. Có những thời điểm mà tôi đã rất tự tin khẳng định là 2-1 từ rất lâu rồi. Nhưng thực sự phải công nhận một điều, Hồng Anh trận đấu này đánh rất rất khỏe. Rất rất khỏe. Bì bì 60/132. Hồng Anh tầm này chỉ tạo 50 thôi. Hồng Anh tham lai chỉ tầm 50 thôi. Không thua được trận này. Không thua được, anh em yên tâm đi. Đây cũng là một hướng đi quân tôi nghĩ là ổn, nhưng không phải là hay. Vì hướng đấy là một cái hướng hơi hẹp. Đốt lờ của game thủ Hồng Anh. À tôi xin lỗi, của game thủ Chip Boy. Tam lai là 9. Vlớp sẽ mất tham sâu từ này khi cung R đang di chuyển. Cung R của game thủ. Vâng, quit. Rồi, ok. Vâng, cái tham lai nó đi từ đầu đến cuối. Quan trọng là các ông đánh cái kiểu gây dây. Đánh cái kiểu làm tăng tính kịch tính thôi. Làm tăng cái độ kịch tính trong trận đấu này thôi. 2-1, 2-1. Rồi 2-1 rồi.